Kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 năm 2023 nếu Quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9 tháng 5 đã có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề trần nợ công hiện nay. Mặc dù vậy, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này, khiến nước Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ là có thật. Tuy nhiên, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm nếu điều không hay trên xảy ra, đang là câu hỏi được người dân Mỹ quan tâm. Phát biểu sau cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội Mỹ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Biden cho rằng cuộc gặp đã diễn ra khá hiệu quả và ông đã làm rõ rằng việc tránh cho nước Mỹ vỡ nợ là nghĩa vụ của Quốc hội Mỹ. Trái ngược với phát ngôn của Tổng thống Biden, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng ông không thấy có gì mới kể từ cuộc gặp để thảo luận trần nợ hồi đầu tháng 2 năm 2023. Ông McCarthy cho biết ông sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề trần nợ với Tổng thống Biden và sẽ phản đối nếu Tổng thống quyết định sử dụng tu chính án thứ 14 để nâng mức trần nợ. Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ đề xuất nâng mức trần nợ mà không đi kèm điều kiện nào. Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa đề nghị cắt giảm các khoản chi tiêu là điều kiện để nâng mức trần nợ. Các hạ nghị sĩ Cộng hòa tháng trước đã thông qua một dự luật nâng giới hạn vay nợ trong năm tới với đề xuất cắt giảm chi tiêu 4.800 tỷ USD. Tuy nhiên, dự luật này đã không được đưa ra Thượng viện. Cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và các lãnh đạo Quốc hội diễn ra một tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ ngày 1 tháng 6 nếu giới hạn vay nợ không được nâng lên. Cảnh báo này đã gia tăng sức ép buộc Quốc hội và Nhà Trắng nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận và tránh một thảm họa kinh tế. Giới chức chính quyền Mỹ đã cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc và Nga sẽ tận dụng thời cơ nếu Mỹ vỡ nợ và các chuyên gia kinh tế cũng dự báo rằng việc Mỹ vỡ nợ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong một khảo sát mới nhất của ABC News và Washington Post, 39% số người được hỏi cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Mỹ vỡ nợ. 36% thì cho rằng trách nhiệm thuộc về Tổng thống Biden. Trong khi đó, 36% cho đây là trách nhiệm chung của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo chính phủ có thể vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 nếu Quốc hội nước này không thông qua dự luật nâng trần nợ công. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 1 tháng 5 cho biết trong thư gửi Quốc hội rằng cơ quan này sẽ khó đáp ứng tất cả nghĩa vụ thanh toán của chính phủ vào ngày đầu tiên của tháng 6 nếu các nghị sĩ không có hành động liên quan đến trần nợ công. Theo dự báo trước đó, chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ vào khoảng ngày 5 tháng 6, nhưng bà Yellen cho rằng điều này có thể xảy ra sớm hơn do một số yếu tố biến động trong các khoản thu chi ngân sách liên bang, khiến không thể dự đoán chính xác thời điểm Bộ Tài chính không có khả năng thanh toán hóa đơn của chính phủ. Bộ trưởng Yellen cũng hối thúc Quốc hội hành động nhanh chóng để nâng trần nợ công. Sau khi Mỹ chạm giới hạn vay 31,4 nghìn tỷ USD vào ngày 19 tháng 1, Bộ trưởng Yellen nói với Quốc hội rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh toán nợ, trợ cấp liên bang và thực hiện các khoản chi tiêu khác bằng cách sử dụng các biện pháp quản lý tiền mặt đặc biệt để tránh nguy cơ vỡ nợ. Cảnh báo mới của Bộ Tài chính buộc Tổng thống Joe Biden kêu gọi tổ chức cuộc họp với các lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội vào ngày 9 tháng 5, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, thành viên Đảng Cộng Hòa. Ông Biden đã gọi cho ông McCarthy, người đang ở Jerusalem, cũng như lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell để sắp xếp cuộc họp. Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đang bất đồng về dự luật nâng trần nợ công, đặc biệt là các điều kiện kèm theo mà phe Cộng Hòa muốn chính phủ Mỹ phải thực hiện để tránh tình cảnh vỡ nợ. Hạ viện Mỹ tuần trước thông qua dự luật tăng 1,5 nghìn tỷ USD trong trần nợ công, nhưng kèm các điều khoản cắt giảm chi tiêu 4,5 nghìn tỷ USD. Dự luật sẽ cắt giảm ngân sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và các khoản khác, trong đó có ưu đãi thuế đối với năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng xanh. Tuy nhiên, Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã tuyên bố sẽ không thông qua dự luật này. Nếu Lưỡng viện Quốc hội không thể đàm phán để thông qua một dự luật chỉnh sửa trước ngày 1 tháng 6, chính phủ Mỹ có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ chưa từng có khi không thể thanh toán được một số hóa đơn. Ông Biden tuyên bố không chấp nhận đàm phán điều kiện để tăng trần nợ công, nhưng sẽ thảo luận về việc cắt giảm ngân sách sau khi trần nợ mới được thông qua. Quốc hội Mỹ thường kết hợp việc tăng trần nợ với các biện pháp chi tiêu và ngân sách khác. Hồi năm 2011,
Cuộc chiến trần nợ tương tự đã đưa nước Mỹ đến bờ vực vỡ nợ và khiến xếp hạng tín dụng hàng đầu của đất nước bị hạ bậc. Lần này, các cuộc đàm phán được cho là có thể còn khó khăn hơn. Nhà phân tích ngân sách Sai Akabas tại Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng cho rằng nguy cơ vỡ nợ trong vòng vài tuần không phải tình cảnh phù hợp với quốc gia được coi là nền tảng của hệ thống tài chính và chỉ làm tăng thêm sự bất định với nền kinh tế vốn đã trải qua nhiều biến động. Cuộc chiến trần nợ của Mỹ có thể sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới, với các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe chiếm phần lớn nhất trong ngân sách và dự kiến tăng lên đáng kể khi dân số già đi. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ vẫn không thảo luận với nhau, mặc dù theo dự báo, Mỹ có thể cạn tiền vào đầu tháng 6. Điều gì sẽ xảy ra ngay sau ngày X? Cách gọi hạn chót tiềm năng không hoàn toàn rõ ràng nhưng có thể dẫn đến khủng hoảng niềm tin vào chính phủ Mỹ, khiến việc tiếp tục tài trợ cho an sinh xã hội và y tế trở nên khó khăn hơn. Đe dọa giá trị của đồng USD, vốn là nền tảng của nền kinh tế thế giới và đẩy đất nước vào suy thoái. Tuần trước, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật cắt giảm hàng tỷ USD trong chi tiêu liên bang, trở lại mức chi tiêu năm 2022, hủy bỏ chi tiêu chống biến đổi khí hậu do Đảng Dân Chủ ủng hộ và áp đặt các yêu cầu công việc mới đối với người nhận trợ cấp y tế. Dự luật vốn không được thông qua tại Thượng viện cũng sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận về nợ khác vào thời điểm này trong năm tới. Tuần này, thay vì bàn bạc mọi chuyện, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang ở Jerusalem gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tổng thống vẫn chưa nói chuyện với tôi, ông McCarthy cho biết, nói rõ rằng ông muốn đàm phán với Tổng thống Biden. Trong khi đó, Nhà Trắng lập luận rằng không nên đàm phán về việc thanh toán các hóa đơn cho khoản nợ được bán để trang trải chi tiêu đã được Quốc hội cho phép. Mỹ không phải là một quốc gia xù nợ. Chúng ta không bao giờ thất bại trong việc trả nợ, Tổng thống Biden khẳng định. Giáo sư Justin Grover, giáo sư kinh tế học và chính sách công tại Đại học Michigan cho biết, ông không lo lắng về việc các ngân hàng phá sản, chỉ ra rằng các ngân hàng phá sản này chỉ là 3 tổ chức tương đối nhỏ theo tiêu chuẩn của Mỹ. Tuy nhiên, ông vô cùng lo lắng về việc Mỹ vỡ nợ. Tôi lo lắng hơn bao giờ hết trong sự nghiệp của mình vào thời điểm này về việc Mỹ thực sự vỡ nợ. Giáo sư Grover nói, lưu ý rằng những lần bế tắc trước đây về trần nợ, Đảng Cộng Hòa cuối cùng đã thỏa hiệp khi đối mặt với áp lực từ phe ôn hòa hơn của Đảng. Chưa rõ điều đó có xảy ra lần này hay không. Người Mỹ thức dậy hôm 1 tháng 5 với thông tin ngân hàng thứ 3 của Mỹ, First Republic Bank, đã phá sản. Phục vụ cho các khách hàng giàu có ven biển, First Republic Bank đứng bên bờ vực sụp đổ kể từ tháng 3, khi hai ngân hàng khu vực khác là Silicon Valley Bank và Signature Bank phá sản. Ngân hàng First Republic Bank đã được công ty bảo hiểm ký thác liên bang FDIC tiếp quản vào ngày 1 tháng 5 và hầu hết tài sản của ngân hàng này đã được bán cho JP Morgan Chase. Đỉnh điểm là các cơ quan quản lý của chính phủ và ngành ngân hàng đã cùng nhau bảo vệ các chủ nợ và duy trì niềm tin vào toàn bộ hệ thống ngân hàng mà không khiến người nộp thuế phải đối mặt với một gói cứu trợ không được lòng dân. Cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers nói với Bloomberg trước khi tiếp quản rằng điều quan trọng là phải giảm bớt những rắc rối trong hệ thống ngân hàng vì chúng có thể dễ dàng lan rộng. Những thứ này giống như cháy rừng, việc ngăn chặn chúng dễ dàng hơn nhiều so với việc dập tắt sau khi chúng bắt đầu lây lan, ông Larry Summers nói. Tổng thống Biden trấn an người Mỹ rằng hệ thống ngân hàng an toàn và lành mạnh trong lần xuất hiện ở Washington DC hôm 1 tháng 5. Tuy nhiên, theo CNN, điều đó không có nghĩa hệ thống tài chính Mỹ đang ổn định. Sự sụp đổ của 3 ngân hàng trong vòng 7 tuần cho thấy cần có cái nhìn nghiêm túc về cách thức giám sát các ngân hàng và Cục Dự trữ Liên bang Fed đã mất ít nhiều uy tín đối với các nhà kinh tế hàng đầu. Cần phải xem liệu tình trạng hỗn loạn tài chính vẫn đang âm ỉ do sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley gây ra có bùng phát thành một cuộc khủng hoảng sâu hơn hay không. Nhưng các nhà đầu tư và người gửi tiền không có lý do gì để tin tưởng vào sự đảm bảo của Fed rằng điều đó sẽ không xảy ra. Joseph Stiglitz, chủ nhân giải Nobel, giáo sư Đại học Columbia, viết cho MarketQuest. Theo ông, chỉ những cải cách có ý nghĩa về bảo hiểm tiền gửi, quản trị, cơ cấu quản lý và giám sát mới có thể khôi phục niềm tin vào các ngân hàng và uy tín của Fed. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!